chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bác Hồ và tình cảm đặc biệt với Hưng Yên. Điểm dùng Flycam giám sát trong khu phong tỏa. Học sinh không đến trường nhưng không ngừng học. An Giang khởi tố đối tượng trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên tự hào là quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng người đã dành những tình cảm đặc biệt cho tỉnh Hưng Yên với 10 lần về thăm. Nhân kỷ niệm 76 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi xin điểm lại những mốc thời gian và tình cảm mà Hồ Chủ tịch đã dành cho Đảng Bộ và Nhân dân Hưng Yên. Lần thứ nhất, Bác về thăm Hưng Yên vào ngày 10 tháng Giêng năm 1946. Bác nói chuyện với cán bộ và nhân dân thị xã Hưng Yên, động viên phong trào đắp đê chống lụt, người căn dặn nhân dân Hưng Yên phải hết sức thương yêu nhau, đoàn kết chặt chẽ và làm việc để giúp đỡ đồng bào kháng chiến đánh Pháp và giúp đỡ đồng bào cứu đói. Lần thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 1946, sau khi kết thúc chuyến thăm theo lời mời của chính phủ Pháp, Hồ Chủ tịch về nước bằng tàu biển từ Hải Phòng đến Hà Nội bằng tàu hỏa tới ga Đình Dù, huyện Văn Lâm, Bác đã nói chuyện với cán bộ nhân dân ra chào đón Bác. Ngày 5 tháng 1 năm 1958, Hồ Chủ tịch về thăm Hưng Yên lần thứ ba. Sau khi làm việc với các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bác đã về thăm cán bộ và nhân dân huyện Tiên Lữ khi đang làm thủy lợi, nạo vét kênh Triều Dương và dân công đào sông từ Phố Giác đến chợ Thi. Tại đây Bác căn dặn, làm thủy lợi khó nhọc trong vài năm để được sung sướng muôn đời. Lần thứ tư vào ngày 3 tháng 7 năm 1958, Hồ Chủ tịch về dự và nói chuyện với Đại hội thi đua sản xuất vụ mùa giỏi tỉnh Hưng Yên. Bác đã động viên nhân dân Hưng Yên quyết tâm chống hạn. Sau khi nói chuyện với Đại hội, Bác đã về thăm xã Vạn Xuân, nay là xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, nơi có thành tích đào giếng lấy nước cứu lúa. Tại đây, người đã nhắc nhở cán bộ và nhân dân toàn dân đoàn kết một lòng, đập đá thì núi vỡ, đào sông thì nước về. Lần thứ năm, vào ngày 20 tháng 9 năm 1958, Hồ Chủ tịch về thăm và kiểm tra việc chuẩn bị khởi công xây dựng công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải. Bác nói, công trình Bắc Hưng Hải thành công thì mỗi năm đồng bào đỡ mấy triệu công chống hạn, thu hoạch lại tăng lên. Lần thứ sáu, vào ngày 16 tháng 10 năm 1958, Bác lại về thăm công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải. Bác đã đến thăm bộ phận dân công đang đào sông Đình Dù, đoạn Như Quỳnh, Chợ Đậu, huyện Văn Lâm, gồm hơn một vạn dân công của các huyện Văn Lâm, Ân Thi, Phù Cử, thị xã Hưng Yên, Tiên Lữ. Lần thứ bảy, vào ngày 25 tháng 10 năm 1958, Bác về thăm công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải lần thứ ba. Tại đây, người đã nói chuyện với cán bộ dân công đang làm việc tại công trường. Bác động viên mọi người hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích để công trình hoàn thành trước kế hoạch. Lần thứ 8, ngày 20 tháng 2 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm công trường đại thủy nông Bắc Hưng Hải lần thứ 4. Bác đến thăm anh chị em công nhân đang làm việc ở cống Xuân Quan của huyện Văn Giang. Lần thứ 9, Bác đã dành thời gian 2 ngày 15 và 16 tháng 9 năm 1961 về thăm Hưng Yên. Với những thành tích nổi bật trong công tác làm thủy lợi, Hưng Yên lại một lần nữa vinh dự đón Bác về thăm và được Bác tặng cờ luân lưu làm thủy lợi khá nhất miền Bắc. Ngày 16 tháng 9 năm 1961, sau khi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nói chuyện với đồng bào, cán bộ Hưng Yên tại sân vận động thị xã Hưng Yên, buổi chiều, Bác đến thăm lớp mẫu giáo thôn Thổ Cầu, nói chuyện với nhân dân xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động. Bác căn dặn cán bộ và nhân dân trong xã, nghĩa dân là dân có nghĩa. Lần thứ 10 vào ngày 5 tháng 2 năm 1966, Bác về thăm đơn vị công binh đang diễn tập bắc cầu phao trên sông Hồng. Tại đây, người đã nói chuyện với dân quân trực chiến tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân đoàn kết một lòng chi viện cho miền Nam, đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất nước nhà.
Cách đây 76 năm, từ chi bộ nhà tù Sơn La đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng, dấy lên phong trào yêu nước trong quần chúng nhân dân tỉnh Sơn La, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền thành công vào ngày 26 tháng 8 năm 1945. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đồng bào các dân tộc Sơn La luôn đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. 76 năm trôi qua, kể từ ngày khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Sơn La, lật từng trang sử, chúng ta như được sống lại những năm tháng hào hùng bất khuất của ông cha. Ngày 3 tháng 12 năm 1887, thực dân Pháp đánh chiếm Sơn La và duy trì bộ máy chính quyền phong kiến địa phương làm tay sai. Đến năm 1908, thực dân Pháp đã xây dựng nhà tù ngay tại tỉnh lỵ để giam cầm đầy ải và thủ tiêu ý chí đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Đến năm 1930, chúng đưa những chiến sĩ cộng sản bị bắt lên giam giữ tại đây và đổi tên nhà tù Sơn La thành nhà ngục Sơn La. Nhưng chính trong ngục tù tăm tối, ý chí nghị lực kiên cường của các chiến sĩ cách mạng lại càng tỏa sáng. Tháng 12 năm 1939, các đồng chí đảng viên trong nhà ngục Sơn La đã bí mật họp và thành lập chi bộ lâm thời. Tháng 2 năm 1940, chi bộ lâm thời được chuyển thành chính thức, đánh dấu bước ngoặt mới của phong trào cách mạng ở Sơn La. Đầu năm 1943, chi bộ nhà ngục Sơn La đã bí mật tổ chức cơ sở cách mạng đầu tiên ở Sơn La, đó là Múa Nón Chất Mương, đã khẳng định bước trưởng thành của phong trào cách mạng, đặt nền móng vững chắc cho thời kỳ tiền khởi nghĩa. Ngày 26 tháng 8 năm 1945, khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Sơn La, đánh dấu mốc son lịch sử quan trọng về sự thống nhất lực lượng, sự hợp nhất của các đội vũ trang ở các châu mường thành lực lượng vũ trang Sơn La. Đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Cán sự Việt Minh tỉnh Sơn La, lực lượng vũ trang Sơn La tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong kháng chiến chống thực dân đế quốc. Khi hàng vạn con em các dân tộc trong tỉnh hăng hái lên đường tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường, lập nhiều chiến công, góp phần cùng toàn dân, toàn quân giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La đã trở thành địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho lớp lớp thế hệ dân tộc Sơn La và nhân dân cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan mỗi năm. Ngài đầu tư nâng cấp các cái phòng trưng bày, các cái tư liệu hiện vật kết hợp với cả hiện đại hóa các phòng trưng bày với các cái phương tiện hỗ trợ nghe nhìn, đồng thời thực hiện tốt đổi mới các hoạt động của bảo tàng gắn liền với phát huy giá trị của di tích, tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm. Xác định giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong công tác đoàn phong trào thiếu nhi. Trong thời gian qua, Thành đoàn Sơn La đã tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên, gắn với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên nhi đồng tham gia, qua đó giúp cho thế hệ trẻ hiểu biết về lịch sử, những tấm gương hy sinh anh dũng của các thế hệ cha ông đi trước. Bây giờ là thay đổi bằng những cái nhà cao tầng. Thế còn những người con ở Sơn La mà đi xa quê được khoảng chỉ cần 3 năm mới quay trở lại thì thấy Sơn La là khác rồi. Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, thành phố Sơn La đã có nhiều khởi sắc, một đô thị trẻ đang vươn mình đi lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế là trung tâm chính trị kinh tế xã hội của tỉnh nhà cũng như vùng Tây Bắc. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này, AstraZeneca đã chuyển thêm 3 lô vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam với tổng số 2.016.460 liều. Đây là đợt giao vaccine có số lượng lớn nhất từ trước đến nay thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều vaccine COVID-19. Hợp đồng này đã mang về cho Việt Nam hơn 10,1 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca trên tổng số khoảng 19,1 triệu liều vaccine này tại Việt Nam được cung cấp qua hợp đồng với VNVC, cơ chế COVAX và viện trợ giữa chính phủ các nước. Vaccine của AstraZeneca hiện chiếm khoảng 62% nguồn cung vaccine COVID-19 trên cả nước. Mới đây, thành phố Hải Dương tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các giáo viên các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn. Theo đó, gần 2.900 giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Dương được tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca.
Đây là số vaccine do Bộ Y tế cấp đợt 23 và đợt 24 được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh phân bổ cho thành phố Hải Dương. 25 điểm tiêm chủng được thành phố bố trí tại trạm y tế của 25 phường xã với đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực thực hiện quy trình tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Một trong những vấn đề nhức nhối trong thời gian Hà Nội và một số địa phương trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, đó chính là ý thức chưa tốt của một bộ phận người dân. Nhiều trường hợp cố tình ra đường, thậm chí là trốn ra khỏi khu vực phong tỏa, khiến cho công tác truy vết, dập dịch gặp nhiều khó khăn. Để đối phó với thực trạng này thì nhiều sáng kiến đã được áp dụng và một trong số đó sẽ được chúng tôi truyền tải ngay sau đây. Tại sao người đàn ông này lại điều khiển thiết bị bay flycam trong khu vực phong tỏa vì dịch bệnh? Đây hoàn toàn không phải là một cuộc dạo chơi, mà chính là cách thức hoạt động của đội giám sát tuần tra huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái đã thực hiện được khoảng một tuần để giám sát người dân trong khu phong tỏa tại thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm và thôn Phù Trì, xã Kim Hoa. Sử dụng flycam có thể kiểm tra nhiều ngóc ngách, ngõ xóm và những nơi phương tiện khó di chuyển qua. Bay thì nói chung là anh em tổ bay thì bay thường xuyên, trong ngày bất kể ngày đêm. Vào giờ muộn anh em vẫn có thể bay. Một cục pin thì bay được khoảng 30 phút. Những ai thò đầu ở trong nhà ra là biết rồi. Việc sử dụng flycam để giám sát tình hình trong các khu giãn cách xã hội là giải pháp mới nhất của địa phương sau khi lãnh đạo Thành ủy Hà Nội kiểm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19 của huyện Mê Linh. Khi phát hiện các trường hợp người dân vi phạm quy định phòng chống dịch, tổ bay sẽ chuyển hình ảnh về sở chỉ huy xác minh và xử phạt theo quy định. Chúng tôi thì không có giám sát được một hai trường hợp, nhưng mà xong về báo cáo ban chỉ đạo huyện và ban chỉ đạo huyện đã có sự chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát nhiều hơn, thì người dân đến thời điểm này là người dân ngay sau khi dịch một ngày hai ngày là người dân đã thực hiện rất nghiêm túc. Bước đầu việc thực hiện giám sát đã giúp tiết kiệm được nguồn nhân lực và mang lại hiệu quả tích cực. Song song với việc sử dụng flycam, huyện Mê Linh vẫn sẽ duy trì lực lượng tuần tra như từ trước đến nay để có thể bao quát tình hình. Cái người mà đang trực tiếp phụ trách quản lý các chốt thì cũng không thể nào mà ngày nào giờ nào cũng đi kiểm tra các cái gia đình đang bị phong tỏa. Thì chúng đưa flycam vào thì là chúng tôi theo dõi được hết các cái vị trí. Ngoài cái việc mà chúng tôi đã theo dõi bằng cái flycam thì hàng ngày là đối với đài truyền thanh của huyện là phát 5 lần trên một ngày để mà tuyên truyền các cái thực hiện các cái chỉ thị 16 của Thủ tướng cũng như là cái chỉ thị 17 của thành phố và các cái công điện của thành phố trong cái thời gian giãn cách xã hội. Năm học mới đã cận kề nhưng nhiều tỉnh thành vẫn đang thực hiện giãn cách, học sinh không thể đến trường, song không vì thế mà việc học không bắt đầu. Khó khăn gấp đôi, chuẩn bị gấp ba, nhưng các trường vẫn nỗ lực để chuẩn bị sẵn sàng cho những tiết học đầu tiên của năm học mới. Lứa tuổi còn quá nhỏ, lại chưa được tiếp xúc trực tiếp với học sinh của mình. Nên làm sao để vừa làm quen, lại vừa thu hút được các em vào bài học là trăn trở lớn của cô giáo Nguyễn Kim Phượng. Cố gắng nắm bắt tâm lý của từng con, cùng với đó thiết kế bài giảng theo hình thức học mà chơi, chơi mà học. Cô Phượng đã dần khiến các con hứng thú với bài dạy của mình. Khơi gợi sự hứng thú cũng như là đam mê tìm hiểu, tìm tòi và sự tập trung của các bạn nhỏ ạ. Còn với cô Huyền Hậu, 20 năm trong nghề, nhưng năm học này với cô lại có ý nghĩa đặc biệt, bởi là một trong những giáo viên đầu tiên được dạy theo chương trình lớp 6 mới. Vinh dự nhưng đi kèm với đó cũng là trách nhiệm nặng nề, bởi phải dạy chương trình mới với phương pháp mới, trong điều kiện học tập mới, nhưng cô không cho phép mình dạy sai, cũng không được phép dạy thử, bởi học sinh chỉ được học bài học duy nhất một lần. Chuẩn bị năm học mới trong điều kiện giãn cách, mỗi trường đã có những cách làm riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung là hiệu quả dạy và học cho cả thầy và trò. Qua nhiều mùa dịch, thì việc học online là bất khả kháng, nhưng không vì những rào cản của phương thức học này mà khiến các trường chùn bước. Cố gắng đến mức tối đa để học sinh có thể tiếp thu được kiến thức. Và khi được quay trở lại trường thì chúng tôi sẽ phải dạy lại, ôn tập lại toàn bộ những phần kiến thức mà đã hướng dẫn cho học sinh. Chủ động nỗ lực chuẩn bị năm học mới, đặc biệt là với chương trình lớp 6, khi lần đầu tiên triển khai dạy tích hợp. Trong đó, ba giáo viên cùng tham gia dạy cùng một môn tích hợp ra sao, vấn đề đánh giá kiểm tra với lưu lượng ở mỗi môn như thế nào,
cũng đã được tính đến. Chỉ còn vài ngày nữa, tiếng trống khai trường sẽ vang lên sau nhiều tháng nằm yên, cũng là báo hiệu năm học mới bắt đầu. Với bộn bề khó khăn khi phải chuẩn bị trong điều kiện giãn cách, song với nỗ lực gấp đôi mà các thầy cô giáo đang làm sẽ giúp cho học sinh không được đến trường, nhưng sẽ không ngừng học. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Đình Phủ về hành vi chống người thi hành công vụ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19. Theo cáo trạng ngày 3 tháng 8, Phủ cầm dao dài 37cm đi bộ từ nhà đến chốt kiểm soát phòng chống dịch yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ trả lại xe mô tô đã bị tạm giữ trước đó vì không có biển số và giấy tờ khi qua chốt. Phủ xông vào tấn công gây thương tích cho cán bộ công an là chốt trưởng đang thực thi nhiệm vụ. Ngay sau đó, Phủ bị công an khống chế bắt giữ. Phủ bị tuyên phạt 4 năm tù giam. Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố 17 đối tượng trong đường dây đánh bạc khủng ở địa phương này. Số tiền thắng thua giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này lên đến trên 2.000 tỷ đồng. Trước đó, đồng loạt khám xét nơi ở của 17 đối tượng, công an thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức chơi lô đề và số tiền mặt trên 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Bước đầu xác định đường dây lô đề này do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cùng chú tại thành phố Long Xuyên cầm đầu. Các đối tượng tổ chức đường dây lô đề rất tinh vi với nhiều tầng nấc trung gian, gian trải từ thành thị đến nông thôn. Không những thế, các đối tượng này còn có mối quan hệ xã hội chằng chịt, núp bóng doanh nghiệp, công ty và cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh mua bán nào. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi luật đặc xá sửa đổi năm 2018 có hiệu lực, đây là lần đầu tiên sau 4 năm Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho các phạm nhân có quá trình cải tạo tốt để thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc. Ghi nhận tại trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận, nơi các phạm nhân được đặc xá sẽ trở về với gia đình. Chỉ vì một phút bất đồng mà Tạ Xuân Trung sinh năm 1991, quê quán ở thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, phải trả giá cho hành vi phạm tội cố ý gây thương tích của mình là 12 tháng tù giam. Trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận từ ngày 24 tháng 2 năm 2021 đến nay, với sự giáo dục giúp đỡ của các cán bộ quản giáo, phạm nhân Tạ Xuân Trung đã luôn chấp hành tốt nội quy, quy định, phấn đấu lao động cải tạo tốt và trong đợt này đã được xét đặc xá tha tù trước thời hạn. Tôi vô đây thì cũng cải tạo tốt trong trại tạm giam, theo nội quy của trại tạm giam và của ban giám thị và ban giáo đã cải tạo giúp đỡ tốt cho tôi cải tạo tốt. Tôi cũng đã nhận thức rõ tội lỗi của tôi đã gây ra, nên trong trại tạm giam tôi cũng đã cải tạo, an tâm tư tưởng để cải tạo tốt để về với bên gia đình và làm người có ích cho xã hội. Không chỉ phạm nhân Trung, theo quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước, tỉnh Bình Thuận có tất cả 36 trường hợp được hưởng đặc xá về lại địa phương. Qua quá trình cải tạo là hầu hết các phạm nhân là đều chấp hành tốt nội quy và chấp hành nghiêm túc cái quá trình giáo dục của cán bộ quản giáo ở đây. Riêng cái phạm nhân Trung này là án 12 tháng, nhưng mà quá trình cải tạo đây phạm nhân Trung chấp hành rất là tốt. Cho nên là qua quá trình tập hợp các quý và cũng như các tháng, các tuần và cái đợt đặc xá này thì phạm nhân Trung là đủ điều kiện để xét giảm đặc xá đợt 2 tháng 9. Thì qua đây á thì cũng là một cái tấm gương sáng cho các phạm nhân khác noi theo, là sẽ là một cái tấm gương sáng để các phạm nhân khác noi theo là chấp hành tốt cái nội quy của trại. Và tôi cũng mong là sắp tới lại cũng các phạm nhân khác sẽ cũng sớm được tha tù trước thời hạn như các phạm nhân Trung này. Trong các phạm nhân được đặc xá lần này của tỉnh Bình Thuận, nhiều trường hợp đã được xét áp dụng những điểm mới của luật đặc xá năm 2018, như việc xếp loại trường hợp đã xóa án tích trước đó hay đã thi hành được một phần nghĩa vụ dân sự khác, nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, chưa có điều kiện thi hành tiếp. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những phạm nhân được đặc xá sẽ được Công an tỉnh Bình Thuận trực tiếp đón tại các trại giam và đưa về địa phương để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.